Hello, xin chào cả nhà. Mày biết cục này cục gì không? Cục gỗ ha. Thì liên quan gì tới hậu phách ha? Hôm nay nó liên quan tới hậu phách nè. Đó, một cục gỗ chứ không phải hậu phách. Nhưng mà một cái dòng hậu phách cũng phổ biến nhưng mà hiếm ở Việt Nam ha. Đó là cái dòng hậu phách nu. Đây. Hậu phách nu ha. Nó tại sao lại hình thành lên nó ha? Đó là do hậu những cái nhựa thông hậu phách nó chảy lên những cái thân cây á, hoặc là những cái cục như vậy nè, những cục gỗ như vậy nè, thì nó sẽ bao bọc lấy, đó, bao bọc lấy, trải qua một cái quá trình mà nó hòa quyện với nhau luôn á, đó, thì nó sẽ cho ra những cái viên hậu phách như vậy, có những cái vân rất là đẹp ha, đó, những cái vân nu, gọi là hậu phách nu, đó, giống như cái vân gỗ ha, người nhìn thấy không? Nó vẫn là hậu phách nha, cái này vẫn là hậu phách. Và những cái hậu phách nu này á, khi mà mình cắt ra ha, mình cắt ra thì nó sẽ có một nhiều viên ha. Nó tùy viên thôi, có viên thì nó sẽ có nu, và có viên thì nó sẽ có những cái chông chông của hậu phách luôn. Đó mọi người coi. Nó rất là đặc biệt ha. Một vài viên giới thiệu một vài viên sơ. Đây. Nó sẽ có tạo ra những cái đủ loại luôn nha, nó tạo ra đủ kiểu luôn. Đó, đây cũng là một dòng hậu phách đáng để sưu tầm. Và đặc biệt cái dòng hậu phách nu này á, bạn trà lên, nóng lên ha, nó có cái mùi rất là đặc trưng luôn. Một cái mùi rất là đặc trưng luôn. Mùi này cũng đẹp lắm nha. Đó. Hậu phách nu. Ở Việt Nam thì ít ai chơi. Đó. Đây là một cái viên hậu phách nu ha. Mấy cái hoa văn này đều là tự nhiên hết ha. Đó, tạo nên giá trị của nó. Đó, nó xen kẽ luôn, vừa nu vừa hậu phách bên trong luôn. Đó, tạo ra những cái đường chạy nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Để mình cho mọi người coi thêm vài mẫu hậu phách nu ha. Đây cũng là một viên hậu phách nu ha. Đó, mọi người coi đều. Bên trong á, lại là gỗng ha. Đó, là hậu phách tràn đầy luôn. Thì cái này nó có chia ra nhiều đẳng cấp lắm ha. Hậu phách nu thì nó sẽ có màu đen, đó, là thấp nhất. Rồi tới màu cà phê sữa ha. Rồi tới màu xám. Cuối cùng là màu trắng ha. Nu trắng là mắc nhất. Đó. Và tùy theo những cái vân nu ha. Những cái vân nu mà càng đẹp, giống như mình chơi gỗ thôi, đó mình chơi gỗ thôi, đó nu mà cái vân mà nó đẹp thì nó mắc thôi,